cho nên cực kỳ nguy hiểm. Một số ông bố là gì, thấy con nó học kém một phát thì ngay lập tức lại bảo là gì, con ơi học khó lắm, học nữa cũng thất nghiệp, ngày xưa bố học đây cũng thất nghiệp, bố nhà mình chuyên đời làm nông dân rồi, thôi con ạ, không mơ mộng đâu, quan hệ không có, học hành thì kém, thôi xác định học hết lớp 8 nghỉ thôi con ạ. Tức là nó bơm vào đầu dã man luôn. Nhưng về mặt bản thể con người không ai chứng minh ai giỏi hơn ai, mà nó chỉ sai khác đúng ở cái niềm tin của những người xung quanh này bơm vào thôi. Cho nên hình thành cái giá trị niềm tin cá nhân này. Và từ niềm tin cá nhân này nó ra hành động, và nó hình thành nên cái gì ạ? Nhân, nhân cách. Và từ nhân cách này nó trả về một cái hệ sinh thái trong cuộc đời mình. Cho nên nếu trong con người mình thường xuyên sân hận, cáu gắt, hỏi hệ sinh thái xung quanh mình làm sao có những người vui vẻ với mình được. Trong con người mình thường xuyên tham lam, hỏi rằng làm sao có những người họ chơi với mình được, khôn quá không. Trong con người mình thường xuyên là lạnh lùng, khép kín, thì làm sao ai họ có thể cởi mở, họ nói chuyện với mình được. Họ phải quay sang nói chuyện với người cởi mở chứ. Cho nên nguyên tắc trong cuộc đời này, bạn có gì thì bạn mới trao được cái đó. Bạn muốn những người xung quanh cởi mở với mình thì mình phải cởi mở trước. Bạn muốn những người xung quanh tử tế với mình thì mình phải tử tế trước. Tất cả những cái thứ đó nó hình thành nên cái niềm tin. Vậy thì cái niềm tin này nó tạo ra cái hệ sinh thái cuộc đời của họ. Đấy. Cho nên nếu bạn là người vui vẻ, bạn sẽ rất nhiều bạn. Bạn là người gì, khép kín, tham lam, độc đoán thì bạn không có bạn bè. Thế thì nó mới bộc lộ ra cuộc đời mình, là chính là cái hệ sinh thái xung quanh con người mình. Vậy thì chúng ta hình dung cái cấu trúc để hình thành nên niềm tin cũ. Vậy cái niềm tin cá nhân, vậy thì có bao nhiêu yếu tố, thì Tuấn liệt kê ngắn gọn thôi, bao gồm văn hóa gia đình, văn hóa xã hội, văn hóa giáo dục, gì ạ, văn hóa bạn chơi, và cuối cùng là trải nghiệm của nó. Tất nhiên đi làm thì nó còn văn hóa của doanh nghiệp, những cái yếu tố đấy nó hình thành nên một con người. Cho nên là chúng ta hiểu cái niềm tin cũ. Vậy thì cha mẹ, vai trò của cha mẹ ở đây là gì? Là chúng ta phải rất lưu ý để xây dựng văn hóa gia đình cho nhà mình nhé. Và cẩn thận trong từng câu từ, đừng bơm cho con những niềm tin tiêu cực. Bởi cha mẹ thường xuyên cãi nhau, hay là ông bố thường xuyên đánh mẹ, thì thằng con trai nó phải có một cái niềm tin là đàn bà phải đánh nó mới nghe. Không, ông bố mà làm kinh doanh thường xuyên phải uống rượu để tiếp khách, nay mai nó đi làm doanh nghiệp nó cũng kết luận là gì, con làm lãnh đạo con cũng thường xuyên phải uống rượu. Cho nên như nhà tôi vậy, tôi có bao giờ tôi uống rượu đâu, mấy khi tôi nhậu nhẹt đâu. Cho nên con tôi nó hiểu là làm doanh nghiệp như bố là như đi chơi ấy. Không, nhưng mà có những ông bố làm doanh nghiệp là về say khướt suốt ngày, thằng con nó phải hình thành là gì, con không làm doanh nghiệp đâu, làm doanh nghiệp say như bố không say, không làm đâu. Hoặc là gì, nếu nó làm thì nó lại say. Xong bơm vào đầu con là con ơi, thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, cho nên phải quan hệ con ạ. Vậy thì nó khai mở trí tuệ làm sao được. Mà trong khi đó con người ta suốt ngày nói rằng trí tuệ là rất là quan trọng, trí tuệ là gốc. Cho nên đừng bơm vào những cái niềm tin ấy nữa. Vậy thì bắt đầu từ cha mẹ. Vậy vai trò của cha mẹ, hãy bơm cho con những niềm tin tích cực. Nhưng thử hỏi, nói là niềm tin tích cực thôi, nhưng chính mình chắc gì mình đã biết nó là tiêu cực. Mình tưởng đấy vẫn là niềm tin tích cực, cho nên mình vẫn bơm mà. Cho nên mới có cái câu chuyện là có những phụ huynh mới bảo tôi là anh ơi, anh làm thế nào để em dạy con em nó phải như thế này. Tôi bảo ok, tôi sẽ hướng dẫn cho cô được. Nhưng tôi hỏi cô, nếu nó làm đúng như cô thì cuộc đời của nó có giống cô không? Cô ấy bảo vậy thì nó giống. Tôi hỏi cô, vậy thì cô thực sự hạnh phúc cho đến ngày hôm nay, cô có thực sự và cô cảm thấy cô thực sự hạnh phúc không? Cô có đi đúng con đường không? Cô bảo em không hạnh phúc, em thế nọ, em thế kia. Vậy tại sao cô bắt cô con cô phải làm đúng như vậy? Vậy thì tất cả những niềm tin cô đang bơm vào đầu con cô để tạo nên một bản phách của cô, mà ngay bản chính thống của cô nó đã tệ rồi, thì làm sao có một bản phách của cô nó không tệ hơn được. Cho nên nếu thật sự mình không hạnh phúc, mình chưa giỏi, thì mình phải hiểu được cái niềm tin
để mình bơm vào cho con. Đấy chính là lý do mà Tuấn rất là đau lòng và Tuấn muốn chia sẻ cái chương trình này đến các quý vị. Tôi biết là các quý vị rất là giỏi. Tuy nhiên thì ở đâu đó vẫn có những người mà bỏ trống mất cái mảng này. Chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là tất cả những điều ta nghĩ là đúng. Vì vậy ta phải bơm cho con mình. Nhưng chính cuộc đời mình đôi khi còn không đúng mà. Thế mà vẫn bơm cho con những cái thứ không đúng. Cho nên nó rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải xây dựng được văn hóa gia đình. Và bắt buộc phải cho con trải nghiệm. Và những người nào đóng kín con lại, đấy chính là một cách để hại con. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không cho con chơi với bạn. Nhưng cho con chơi với bạn tốt. Nói như vậy là mình không cho con tiếp xúc với xã hội. Chọn môi trường cho con nó tiếp xúc. Nói như vậy là mình không cho con đi học. Không, chọn môi trường cho con nó học. Và việc này cực kỳ quan trọng. Như vậy, từ đây các anh chị có 5 cái hành động. 1. Xây dựng văn hóa gia đình. 2. Chọn bạn chơi cho con. 3. Chọn môi trường giáo dục cho con. 4. Là chọn môi trường sống cho con. Và 5. Là hãy cho con nó trải nghiệm. Hãy làm những việc đó. Thì dần dần tất cả những cái thứ gì ạ? Và ngừng áp đặt con khi chính mình chưa hạnh phúc. 6 điểm đấy. Và dần dần nó sẽ hình thành nên cái niềm tin cá nhân tốt cho con. Và chính mình cũng điều chỉnh được niềm tin cá nhân của mình. Thì mình sẽ mang lại niềm tin tốt cho con. Vì vậy, sau cái phần này thì ra hành động cụ thể của phụ huynh rồi đấy. 6 thứ nhá. Thì mong các anh chị ứng dụng được vào đời sống. Và bây giờ Tuấn sẽ chia sẻ với các anh chị cái bộ công cụ của 6 cái này để các anh chị tiện, mà nếu download về đóng gói nó lại được thì thỉnh thoảng mình mở ra xem, bố mẹ con cái vợ chồng cùng mở ra xem và dần dần cùng thảo luận để xây dựng những cái niềm tin cho chính mình, cho chồng, cho vợ, cho con, và dần hình thành ra một cái văn hóa gia đình nó có chân lý rõ ràng. Và mời các anh chị qua cái phần công cụ. Xin mời các anh chị.